Mẹ kế 2001, phim bộ phim đạo diễn và đồng sáng tác bởi non-ge-animibook và đồng diễn viên Hồng Kông Điện ảnh nữ diễn viên Riti Chung. Nó dựa trên một cuốn tiểu thuyết của usana Tebam. Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2001. Ở Thái Lan, bộ phim đã gây tranh cãi vì các cảnh sát của nó đã thử nghiệm các giới hạn kiểm duyệt của đạo luật phim 1930. Giang là một cậu bé lớn lên vào những năm 1930 trong một gia đình giàu có rối loạn nơi tình dục có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người. Jen ra bị cha mình, khuôn luôn xem, như bị quyền rủa kể từ khi mẹ anh qua đời sinh ra anh. Luôn ngược đãi là một người phụ nữ có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ trong gia đình anh ta. Em gái của mẹ của Gen dì A, được đưa đến để chăm sóc cho Jen Luôn có quan hệ tình dục với cô, khiến Jen trẻ ghen tị, vì anh đã nảy sinh tình cảm với A, A và luôn có một cô con gái, Kae, người là con mắt của Luôn. Ngay từ đầu, anh đã chiều chuộng cô và dạy cô ghét tên khốn Giang. Ngược lại, A đối xử với Giang như con trai của chính mình và coi thường ca e hư hỏng và bướng bỉnh. Sau đó, một phụ nữ khung luôn, sự tin vi for maniac bon luean, di chuyển vào một nhà khách trên bất động, và cô dạy Giang bài học đầu tiên của mình theo những cách của tình yêu. Giang sau đó bị đóng khung vì hãm hiếp ca e, người có quan hệ với con trai của một trong những người giúp việc của gia đình. Nhưng chính Giang là người cuối cùng bị trừng phạt vì sự vi phạm của ca e sau đó kai có thai với hạt giống của chính cha mình để giảm bớt thiệt hại cho danh tiếng của gia đình gen được yêu cầu quay trở lại gia sản và bị buộc phải có một cuộc hôn nhân sắp đặt với chị gái cùng cha khác mẹ Kae. anh ta làm như vậy miễn là anh ta được hứa sẽ chứng minh cho bất động sản mà anh ta coi là một hình thức minh oan chống lại cha mình vì sự lạm dụng mà anh ta phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu kai sinh ra đứa con của luôn và nguyền rủ nó sau khi nó xuất hiện từ bụng mẹ Đứa trẻ hiển thị các đặc điểm dị hình cổ điển được tìm thấy trong các đột biến gen như trisomy 21, thường được gọi là hội chứng đau ca e, trong khi đó, có mối quan hệ đồng tính nữ với Bon Luean. Khi Gen phát hiện ra điều này, anh ta yêu cầu ca e cho anh ta đứa con của mình và ép buộc cô ta nhiều lần. Ca e mang thai đứa con của Jean nhưng cô từ chối sinh đứa con mà cô đang mang và với sự giúp đỡ của Bon Luean, thực hiện phá thai bằng máu, tự quản. Gen sau đây thấy mình lặp đi lặp lại những hình mẫu ghê tởm của cha mình. Đi xa đến mức làm tình với một người giúp việc trong phòng khách của cha mình. Trước bức chân dung của mẹ anh, ta Jen tự hỏi tại sao anh không thể thoát khỏi chu kỳ lạm dụng tình dục do cha anh bắt đầu. Sau đó, nó được tiết lộ rằng Jen là sản phẩm của một vụ hãm hiếp tập thể của mẹ mình.